Dạ dạ chị đến từ công ty City Smart về cái máy học thông minh để học tiếng Anh đến từ Canada ha. Thì với cái máy này nó sử dụng công nghệ cảm ứng từ rất là hiện đại, thì chị có thể nó thay biến một quyển sách bình thường thành một quyển sách nói. Thì anh chị và là những cái bé có thể cảm thấy rất là thú vị khi học cái quyển sách này, thì nó phải làm tiếng Anh theo dụng chuẩn người xứ, thì sau này cái khả năng giao tiếp như vậy cái khả năng rất là tốt ha. Thì đây cái máy này có sử dụng khả năng sử dụng với cái rất nhiều sách, trong đó tập trung vào cái bộ sách của nhà xuất bản giáo dục từ lớp 1 đến lớp 12. Để đây cho em hỏi là ở nhà chị có máy nào không vậy? Có máy đang học lớp 4 ạ. Lớp 4 ạ? Chắc là bé trường cũng đang sử dụng cái laptop thôi. Nhưng nhà bé tên gì vậy chị? Bé tên Nam. Bé Nam hả? Thì đây là cuốn sách như là cuốn sách cô bé đang học ở trường ha. Thì đặt cuốn sách lên đây, rồi để cuốn sách xuống này cái dưới đây ha. Rồi đây là cái bút cảm ứng từ để mình chấm đọc trên sách ha. Thì mình lập sách ra tới đây nào, đến đây đó thì đây đang ngồi quan sát này. Rồi mình cuốn này lúc trước bất kỳ chỗ nào có học tiếng Anh thích đọc tiếng Anh thì mình chuẩn ha. Rồi mình dịch ra tiếng Việt. Bên cạnh đó còn có chiếc Android này, thì chị có thể dùng để đọc nguyên một đoạn dài hoặc là dịch nguyên đoạn dài là hát bài hát. Ví dụ đây có bài hát ha, thì nó sẽ hát cái bài hát mình làm một bài vậy ha. Khi mà đây ví dụ như này gì muốn dừng lại thì nó stop ha, cái gì mặc định của máy. Thì cái tiếp là chiếc này record cũng rất là quan trọng, thì nó giúp cho cái luyện phát âm ha, để phát âm chuẩn theo cái giọng nói sướng. I don't know. Sau này ví dụ như bé nó học những cái đầu đề của sách mới nè, nó sẽ giảng bé nó sử dụng câu, hoặc là lên những cái sách lớn lớn hơn thì có những cái điều phương pháp phức tạp á, thì này nó sẽ giảng cho bé những phương pháp đó như một người thầy ha. Rồi cái tiếp là chương trình repeat này, thì nó chỉ là lặp lại câu hoài để cho bé nó 5 lần để cho bé nó tập phản xạ tốt nhất tương tự với thành phần của anh đó ha. Rồi cái tiếp là chương trình game này giúp cho bé giải trí lại ôn lại bài sau mỗi bài học. Thì mỗi một cái trang này sẽ có 3 câu hỏi để cho bé vừa giải trí vừa học luôn ha. Và đây những chiếc trang bổ trợ này như Beats hay là Go này đơn giản nè. Bên cạnh sử dụng với sách thì cái máy này có khả năng tra từ điển luôn ha. Thì nó có chức năng tra từ điển, một cái kim từ điển. Thì thay vì mình mua một cái kim từ điển ở ngoài với giá triệu mấy đô thì cái này có thể có tích hợp sẵn trong đây luôn. Từ điển ha, mình có thể tra từ điển Anh gì thì tra gì cũng được. Hiện tại bên em công ty bên em có 4 và 5 cái mẫu máy